đây đây đây, ăn xong rồi tí là chú đưa lại nghe. Chó chó ăn à? Con chó chó ăn à? Sợ không? Chó này sợ, thấy không? Ê, đứng rồi, nó đang ăn đó, con vừa mới cho nó đó. Chó nó hiền, nó ngoan lắm. Chú đừng chọc cháu, đừng chọc cháu, cháu khóc ra. Mày nồi chưa em? Đi không? Mày nồi, bố mày có nồi ấy. Mày nồi ấy. Mày nồi ấy. Mày nồi ấy. Đây, chú gọi kìa, chú gọi kìa. Chú gọi lại cho chú. Ngoan kìa, đút cho chú ăn đó. Ném cho chó ăn mà sợ. Nó không ăn nữa rồi. Chó đâu rồi? À, nó đang đây và nó ăn đó, nó ăn rồi. YouTube Hải Nguyễn Cuộc Sống Bên Tôi xin chào các bạn. Em rất là yêu chó này, vừa ăn vừa cho chó này. Đó, sờ, vừa cho chó này. Ủa.
ngoan ghê. Trọng ăn cắn gì vậy nha. Ghẹo 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 chó. Chó. Bíp bíp bíp. Bíp bíp. Bíp bíp ơi. Bíp 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 ơi. Bíp ơi bíp. Bíp ơi bíp. Bíp ngoan đừng cắn em nha. Chó nó hiền lắm. Biết hiền lắm. Biết 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 buồn á, nếu mà bị mắng là biết buồn đó. Buồn cái rồi lẫy đây. Các bạn thấy không? Đây là một người bạn trung thành trong gia đình của mỗi người đó các bạn. Nó rất là khôn, ngoan lắm, hiền lắm. Thích chơi với chó, cô thích chơi với chó nhưng mà lại sợ nhát. Đó. Nó đang gãi đấy con kìa. Ngứa quá, nó đang gãi đấy kìa. Lại đi đi xa xa liệng liệng cái rồi ném cho nó chứ không dám đưa gần. Du tốt hành Nguyễn cuộc sống kính thôi. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon các bạn nhé. Ngày mai thức dậy các bạn, nếu mà các bạn thèm gà vịt hãy đến vịt quay nè số 02 Tiên Sơn 11. Tiên Sơn 11 các bạn nhé. Sẽ có gà vịt rất là ngon các bạn ạ. Phục vụ các bạn đến nơi. Hoặc là các bạn có thể gọi cho điện, gọi điện vào số 0948 478 727 để có gà và vịt ngon các bạn nhé. Nếu các bạn là đi đâu thì hãy ghé vào số 02 Tiên Sơn 11 quận Đại Châu thành phố Đà Nẵng để thưởng thức món gà vịt ngon các bạn nhé. Ở tại quán vịt quay nè có các món là vịt quay mật ong, vịt quay má má lá mắc mật là 220.000 một con, vịt luộc phay là 200.000 một con, gà luộc, gà xe bóp và gà nước muối ớt là 140.000 một con các bạn ạ. Thích chơi với chó lắm nhưng mà sợ chó đấy. Đó, ăn chán rồi đó. Ui, nó bị trộn. Dài khơi anh thu mình trong suy tư của em. Ra cho chó đi, lại gần với chó đi đó.